Trước khi bắt đầu video trong ngày hôm nay, mình xin phép cảnh báo tất cả các bạn rằng video của mình mang hơi hướng kinh dị. Vì vậy các bạn hãy đảm bảo các bạn đã đủ tuổi để xem video của mình, và nếu như các bạn quá sợ hãi thì có thể nhờ bạn bè, người thân, ba mẹ xem cùng cho đỡ sợ nhé. Và hãy ghi nhớ rằng video của mình không mang tính chất bắt buộc và bắt ép các bạn làm những việc kinh khủng với bản thân. Hãy nhớ, tất cả mọi thứ trên YouTube đều là ảo mà thôi. Còn bây giờ thì xin mời các bạn xem video của mình. Nếu như mà bây giờ mình nhìn kỹ đó nha, thì mình có thể thấy rằng á là căn phòng trong thế giới Minecraft của mình hiện tại bây giờ rất là đẹp rồi và rất là đầy đủ. Tuy nhiên, nếu như bây giờ đó hả, mình để thêm hai cái kệ sách vào nữa thì liệu á có làm cho căn phòng của mình mất thẩm mỹ không ta? Đâu, để mình để thử coi. Và một cái ở đây nữa. Cũng không mất thẩm mỹ lắm mà hả, nó còn tăng thêm cái tính tri thức cho căn phòng của mình nữa. Bây giờ đó nha, căn phòng của mình giống như đó hả là chứa vô vàn sách luôn, và mình á là một người cực kỳ tri thức, mình đọc rất là nhiều sách luôn. Các bạn ơi, hãy đọc thật là nhiều sách để tốt cho trí não cũng như đó hả là tốt cho kiến thức của chúng ta nhé. Hay thiệt sự. Hả? Ủa? Wait a minute. Tất cả mọi người có vừa nghe thấy được cái tiếng đó không? Đúng rồi, cái tiếng đó nha chính là cái tiếng chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đó nha, hình như đó hả là tiếng chuông cửa trong ngôi nhà của mình. Bộ có ai đó gọi mình hả ta? Đâu, để mình xuống dưới nhà thử coi. Và wait what? Tại sao ở đây mình lại thấy một ông dân làng hoảng sợ vậy? Nè ông dân làng ơi, tại sao đó nha nhìn ông hoảng sợ vậy? Và tại sao đó hả ông lại bấm chuông cửa nhà tôi? Bộ có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra hả ông dân làng? Dân làng, KSD ơi, có chuyện thật rồi. Chuyện này quan trọng và cực kỳ khủng khiếp KSD ạ. Hả? Có chuyện thật rồi. Và chuyện này quan trọng và cực kỳ khủng khiếp hả ông dân làng? Nhưng mà đó đó hả là cái chuyện gì mới được cơ chứ? Ôi giật cái mình. Hả? Ủa? Tự nhiên đó nha, tự nhiên kế bên ông dân làng lại xuất hiện ra một anh cameraman nè các bạn. Ủa? Anh cameraman, tại sao đó nha, ngày hôm nay đó hả, anh lại quay trở lại và xuất hiện trong ngôi làng của tôi? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đó nha mà anh lại đi theo ông dân làng hoảng sợ vậy anh cameraman? Để tôi nói giúp ông dân làng này, cameraman đang nói. Đã có chuyện nghi cấp xảy ra với sếp lớn của chúng ta rồi. Hả? Đã có chuyện nguy cấp xảy ra với lại sếp lớn của chúng ta hả? Sếp lớn của chúng ta là ai mới được cơ chứ? Hả? Ai vậy hả anh cameraman? Da Phúc Bum đã bị bọn Skibidi Toilet bắt cóc. Nếu cậu muốn biết thêm chi tiết hơn thì hãy tới nhà của ông tiến sĩ. Tôi về trước đây. Hả? Anh nói cái gì? Da Phúc Bum, sếp lớn của chúng ta đã bị bọn Skibidi Toilet bắt cóc hả? Anh nói cái quái quỷ gì vậy hả anh cameraman? Ôi, và anh cameraman đó nha, anh ấy đi rồi. Trời đất ơi, ông nhân làng ơi, rốt cuộc đó hả là có chuyện quái đản gì vậy? Da Phúc Bum, sếp lớn của chúng ta, sếp lớn đó hả của quân đội cameraman, TV man và hả speaker man đã bị bọn Skibidi Toilet bắt cóc. Cái gì mà đáng sợ nguy hiểm như vậy? Tôi lo quá KSD ạ. Không biết đó hả Da Phúc Bum có an toàn không nữa. Thôi, không sao đâu ông dân làng ơi, ông hãy tin tôi đi. Tôi đó nha sẽ hả tới nhà của ông tiến sĩ và điều tra thử xem đó nha là rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra hả với lại Da Phúc Bum và hả tộc cameraman, speakerman cũng như đó hả là TV man. Chắc chắn đó nha, tôi đó hả sẽ mang Da Phúc Bum quay trở về, ông đừng có lo. Được, tôi tin ở cậu. Ok, cảm ơn ông dân làng nhiều nha. Rồi. Bây giờ các bạn ạ, quầy quá đồ heo luôn đó. Ngày hôm nay đó nha, tự nhiên đó đã có hai người tới nhà của mình. Một đó nha chính là một ông dân làng hoảng sợ, và người thứ hai chính là cameraman. Và hai người này nói với mình rằng đó là Da Phúc Bum, sếp lớn của chúng ta đã bị bọn Skibidi Toilet bắt cóc. What? Da Phúc Bum mà cũng bị Skibidi Toilet bắt cóc nữa hả? Thì là đáng sợ luôn á. Nên là bây giờ đó nha, mình sẽ phải mau chóng đó hả tới chỗ nhà ông tiến sĩ để coi thử xem đó hả là đang có cuộc họp gì xảy ra về cái vấn nạn này. Tại sao đó nha Da Phúc Bum có thể bị bắt cóc được? Mình thật sự không biết tin được luôn á. Rồi mở cửa ra nào, đóng cửa lại, cầm đuốc lên trên tay và mau chóng tới chỗ cuộc họp thôi để coi thử xem như thế nào. Và oh my god, đó các bạn có thấy không, đây đó nha chính là những nhân vật máu mặt nhất
của hả binh đoàn hả cameraman, speakerman cũng như là TV man nè. Một anh speakerman, một anh cameraman, speakerwoman cũng như là TV man nè. Này tất cả mọi người ơi, rốt cuộc đó nha, là hả đã có chuyện gì xảy ra với lại Đa Phất Bum vậy? Tại sao đó nha, Đa Phất Bum đó hả lại bị bắt cóc cơ chứ? Rốt cuộc đó hả là có chuyện gì? Cameraman, hôm nay chúng ta họp ở đây là vì tình trạng của sếp lớn. Như mọi người đã biết, Đa Phất Bum đã bị bắt cóc và thủ phạm chính là bọn Skibidi Toilet. Chúng đã bắt giữ Đa Phất Bum vào rạng sáng hôm qua. Cái quái đản gì thế? Trời đất ơi, rốt cuộc đó nha là mấy anh làm cái gì đó hả mà để sếp lớn bị bắt cóc cơ chứ? Mấy anh đó hả bộ không canh chừng đàng hoàng hiệu quả hay sao vậy? Tuyệt sự luôn á. TV Man, thật không thể tài nào tin được. Tôi nhớ rõ ràng chúng ta đã bố trí và canh giữ rất cẩn thận. Vậy mà bọn khốn Skibidi Toilet đó vẫn bắt cóc được sếp của chúng ta. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi đó tất cả mọi người ạ. Bây giờ đó hả, chúng ta phải làm gì đây? Phải mau chóng tìm cách để mà giải cứu được Đa Phất Bum cơ chứ. Chẳng lẽ đó hả, chúng ta để sếp lớn của chúng ta rơi vào vòng tay của bọn Toilet sao? Tao không có tin được luôn á. Bọn Skibidi Toilet đã để lại một lá thư. Hả? Anh cameraman anh nói cái gì? Bọn chúng đó hả đã để lại một lá thư hả? Thì không vậy. Nhưng lá thư đó thật sự. Hả? Lá thư thật sự? Thật sự sao? Trời đất ơi, bây giờ đó nha, mà anh còn giấu giếm nó là không được đâu. Anh mau chóng đó hả, nói cho tất cả mọi người biết đi chứ. Thiệt sự luôn á. Chúng ta không làm theo được. Là sao hả? Anh nói đi. KSD, cậu lên đây và đọc rõ lá thư cho mọi người nghe đi. Được rồi, để tôi. Ok bạn ơi, bây giờ đó nha, chắc đó hả là mình sẽ mở cái đường đồ này ra. Và bên trong cái đường đồ này có một cái lá thư, nó ghi là tối hậu thư nè. Được rồi, TV Man ơi, Speaker Woman, Camera Man và hả Speaker Man, tất cả mọi người đó nha, hãy thật sự chú ý và lắng nghe đó hả lá thư của bọn Skibidi Toilet này nha. Nghe tôi nè. Bọn ta đã bắt cóc được sếp của các ngươi. Và nếu như các ngươi muốn sếp các ngươi Đa Phất Bum quay về thì phải tiêu diệt một nửa đội quân TV, Camera và Speaker ngay lập tức. Hả? Cái gì? Bọn chúng đó hả dám ép buộc chúng ta đó hả với một cái điều kiện như vậy sao? Nếu bọn ta biết được các ngươi có ý định chống trả lại thì sếp của các ngươi sẽ không lành lạnh và an toàn trở về đâu. Ây da, cái gì thế? Cái bọn Skibidi Toilet này đó nha, bọn chúng đó hả dám bắt cóc Đa Phất Bum, sếp lớn của tụi mình. Rồi bây giờ đó nha, còn đưa ra những điều kiện cực kỳ khó làm theo nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây thật sự luôn á. Bây giờ mọi người có cao kiến gì không? Chứ tình trạng thế này thì chúng ta không thể nào giải cứu được sếp Đa Phất Bum cả. Cao kiến gì hả? Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Speakerman. Speakerman có ý kiến gì nè. Tôi nghĩ chúng ta nên lập một đội quân thám thính. Làm như vậy chắc chắn đó nha, chúng ta sẽ biết được cách để đem sếp Đa Phất Bum quay về. Tôi nghĩ chúng ta nên lập một đội quân. Hồi ôi, anh Speakerman ơi, nếu như theo lời của anh nói đó nha, mà bây giờ chúng ta đã hạ lập một đội quân á, thì 100% đó là không thể tài nào được đâu. Bởi vì sao? Bọn Skibidi Toilet nói rồi nè, nếu như đó nha, bọn chúng đã mà biết chúng ta chống trả lại á, thì 100% luôn là kiểu gì đó nha, sếp của chúng ta Đa Phất Bum cũng sẽ bị giết chết. Hay là, tôi nghĩ vậy nè, tôi đó nha là một người mới lạ, người chưa biết gì hết đó nha về cái gọi là những cái thông tin về bọn Skibidi Toilet này. Bọn chúng đã bắt cóc và gọi là nha giam giữ anh Đa Phất Bum ở đâu. Tôi nghĩ là cái việc thám tính nên để tôi làm đi. Đúng rồi, bởi vì tôi là người lạ mà, nên chắc chắn đó nha là bọn Skibidi Toilet đó bọn chúng đó sẽ không hề biết gì đó về gọi là hành tung và tung tích của tôi đâu. Tôi chắc chắn là như vậy luôn á. Speaker Woman, tôi nghĩ KSD nói đúng. Nếu bây giờ bọn Toilet thấy chúng ta ra tay thì sếp Đa Phất Bum sẽ nguy hiểm lắm. Tôi nghĩ chúng ta nên để cho KSD làm việc này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa cameraman ơi? Thấy chưa anh speakerman? Thấy chưa anh TVman? Chị đó nha, speakerwoman, tin tưởng cho tôi nè. Và làm ơn đi anh cameraman ơi, hãy để tôi đó nha. Tôi đó sẽ là người thám thính và theo dõi cái bọn Skibidi Toilet này. Hãy để tôi làm việc đó, thiệt sự á. Thôi được. Nếu speakerwoman đã nói vậy, cậu phải là người theo dõi và thám thính bọn Skibidi Toilet đi. Lần cuối cùng chúng tôi thấy sếp Đa Phất Bum bị bắt cóc là ở phía sau khu rừng. Hãy tới lấy cái gương sau lưng của tôi và sử dụng bộ đàm để liên lạc nhé. Ok cameraman. Rồi, bây giờ mở đường đồ ra. Ok các bạn ạ. Bên trong cái đường đồ nè,
có đó hả, một cái bộ đàm như cái điện thoại vậy đó. Được rồi, tất cả mọi người ơi, tôi đó nha sẽ không làm người thất vọng đâu. Bây giờ hả, để tôi đi thám tính vụ án này, hãy để tôi cho. Ok cơ 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 các bạn, bây giờ đó nha, dựa theo đó hả lời nói của anh cameraman á, thì lần cuối cùng đó nha mà sếp Đa Phúc Bum đó hả bị thấy là bị bắt cóc á là ở phía sau khu rừng. Bây giờ đó nha, mình sẽ ra thử phía sau khu rừng và coi thử xem là liệu có chuyện gì xảy ra hả với lại anh Đa Phúc Bum. Ok 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 ok, bộ đàm. Tất cả mọi người ơi, tôi đó nha đã đi ra phía sau khu rừng rồi, để tôi theo dõi xem đó nha là liệu hả phía sau khu rừng có gì đó kỳ lạ hay không. Over. Rồi ok các bạn, mình đó nha, chắc là bây giờ đó hả, mỗi khi mình nhìn thấy được bất cứ một cái gọi là thứ gì đó mới á, thì mình sẽ ngay lập tức nói về bộ đàm để mà báo cáo với lại hả những anh cameraman, TV man, speaker man và speaker woman, để tất cả mọi người đó hả có thể thám tính và hiểu rõ về cái vấn đề tình hình nữa. Rồi chúng ta mau chóng nào. Ôi ôi, những cái vệt máu rồi các bạn ơi. Alo 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 alo, Cassidy xin gọi tất cả mọi người, xin gọi tất cả mọi người. Tôi đó nha đã nhìn thấy được những cái vết máu phía sau khu rừng. Và bây giờ đó hả, tôi sẽ đi theo vết máu để mà theo dõi hả là liệu vết máu này có dẫn tới đó hả chỗ ở của anh Đa Phúc Bum hay là không. Over. Ok ok, bây giờ mình sẽ phải đi theo vết máu này để coi thử xem đó nha là liệu đó hả là anh Đa Phúc Bum có thật sự đã bị bắt cóc hay là không. Cái vết máu này dẫn tới đâu quá hay ghê quá đi à. Quá trời vệt máu luôn á, đáng sợ thiệt. Và có vẻ như là alo alo, KSD gọi và tất cả mọi người hãy trả lời nhé. Tôi đó hả đã tới được vị trí cuối cùng của vết máu. Có vẻ như đó nha là bọn Skippy Toilet đã bắt cóc Đa Phúc Bum và đi ra biển rồi, cho nên đó hả là vết máu đã kết thúc. Over. Ơi, từ từ, ở đây mình thấy có cái gì nè, giống như đó hả là một cái cánh cổng, một lối đi vào vậy đó. Đâu, để mình đi ra đây thử coi. Ôi ôi, rất có thể đó nha là bọn Skippy Toilet đó, bọn chúng đó đã bắt cóc anh Đa Phúc Bum và dẫn anh ấy về chỗ này nè các bạn. Đúng rồi. Alo alo alo, kẻ đi gọi. Tôi đó nha đã nhìn thấy được cánh cổng rồi, và rất có thể đó hả là cánh cổng này chính là cánh cổng mà bọn Skippy Toilet đã dẫn anh Đa Phúc Bum về lại hang ổ của bọn chúng. Over. Rồi, bây giờ đó nha, mình sẽ bắt đầu thám thính nè. Bây giờ đó hả, tôi sẽ thám thính. Over. Rồi, xuống cái nào. Ok, ây da, đây thật sự rất có thể chính xác chính là, oh my god, các bạn hãy coi nè, những cái bộ xương. Đây rất có thể đó nha, chính là những bộ xương của các anh cameraman hay sao đó, mới là như vậy đó. Bộ chúng đó hả, được giết chết và hành hạ người ở đây. Kế đi gọi, tôi đó nha, đã tiến vào và có thể gọi là bước vào được hang ổ của bọn Skippy Toilet. Và ngay bây giờ đây tôi thấy đó, có rất là nhiều những cái xác chết ở đây. Rất có thể đó nha, đây chính là nơi mà bọn Skippy Toilet đã bắt giữ và giam giữ anh Đa Phúc Bum. Bây giờ đó hả, tôi sẽ tiếp tục tiến sâu vào bên trong đó hả, cái hang ổ, cái mật thất này. Over. Rồi ok các bạn, bây giờ cầm rìu sắt lên. Mình phải hy vọng rằng đó nha, là mình sẽ không gặp được cái bọn Skippy Toilet, chứ thôi mình sợ lắm. Và ok đi thôi nào. Trời đất ơi, cái chỗ này đầy máu luôn á, nhìn thấy sợ quá các bạn ạ. Và ôi kia kia, có kẻ đột nhập các bạn ạ. Một tên Skippy Toilet thấy mình rồi. Ở đây có bao nhiêu tên vậy? Ôi nhiều tên lắm luôn á nha, rất là nhiều tên luôn. Ôi 4 tên toilet luôn. Và nếu như các bạn để ý kìa, phía bên kia kìa có cái lỗ gì đó. Mình nghĩ đó nha, chính cái lỗ đó đó hả là cái lỗ chúng ta phải xuống dưới đó để gọi là hả giải cứu anh Đa Phúc Bum. Rồi, bây giờ phải giết chết bọn toilet này đã. Phải giết chết bọn chúng, chứ nếu không đó nha là không tới tài nào hả tới đó được đâu. Rồi, chết đi. Chết đi rồi à, cái bọn chúng đông quá vậy, 4 tên luôn á. Đúng là cái nơi này nơi giam giữ anh Đa Phúc Bum rồi. Bọn chúng đó hả đã hành hạ anh Đa Phúc Bum rồi các bạn ạ. Chết đi, những tên ác quỷ này. Chết đi, ok, bọn ta đã chết. Rồi, cố lên cái đi ơi. Cố lên, đau. Ok, may quá. May đã nhận là mình có theo vũ khí là cái điều sắt của mình. Chứ nếu không đó hả là mình sẽ không tài nào giết được cái bọn Skippy Toilet này đâu. Chết đi nè. Ok, lên đường, ok, rồi bước cái đây nè, Tami Solo bạc co. Ok. Alo, KSD gọi và hả cho các bộ trưởng nghe. Tôi đó nha đã tiêu diệt được hết toàn bộ tất cả bọn Skippy Toilet đang canh giữ hả một cái hầm mộ bí ẩn. Và bây giờ đó nha, tôi đó hả sẽ xuống cái hầm mộ bí ẩn đó. Rất có thể đây chính là nơi mà đang giam giữ Đa Phúc Bum, sếp lớn của chúng ta. Over. Rồi, bây giờ đó hả, hãy cùng mình, chúng ta hãy đi xuống dưới cái hầm mộ đi các bạn ơi. Rồi xuống rồi nào. Và bên dưới cái hầm mộ này mình thấy, oh my god, trời đất ơi, bấy chém đầu luôn nè. Cái quá gì thế? Và đây là một cái máy giữ đầu nè ơi.
Ơi, đây rất có thể đó nha, chính luôn là 100% là nơi đó nha mà bọn chúng đã bắt giữ và gọi là hả tra tấn và hành hình anh Đá Phúc Bum đó. Cái đi gọi các bộ trưởng trả lời, tôi đó nha đã tìm thấy nơi ở của anh Đá Phúc Bum rồi, nhưng mà không hề thấy anh Đá Phúc Bum đâu cả. Rất có thể đó nha là anh ấy đã bị tra tấn ở đây rất là dữ dội luôn nè. Tôi nghĩ là như vậy đó, over over. Hời da, đáng sợ các bạn ơi, đáng sợ thiệt sự luôn á. Cameraman KSD à, cậu đâu rồi? Ôi các bạn ơi, anh cameraman nè, anh ấy đó hả đã trả lời mình rồi. KSD đây cameraman ơi, over over. KSD đây, có chuyện gì đã xảy ra hả cameraman? Mau quay trở lại căn cứ mau. Hả? Tại sao lại phải quay trở lại căn cứ? Tôi đó nha đã tìm ra được nơi mà bọn chúng đó hả đã giam giữ cũng như là tra tấn anh Đa Phúc Bung rồi mà. Tại sao phải quay lại cơ chứ? Cậu nhầm rồi. Hả? Đó không phải nơi họ bắt giữ sếp Đa Phúc Bung đâu. Cái gì vậy? Tôi nhầm hả? Mà anh ấy sao? Anh ấy sao? Mau nói đi hả? Cameraman ơi. Vì bọn chúng biết cậu đột nhập căn cứ nên anh ấy bị giết rồi. Hả? Cái gì? Đa Phúc Bung đã bị giết? What? Cậu mau quay về đi hả? Hả là sao? Các bạn ơi, Đa Phúc Bung bị giết rồi hả? Cái gì vậy trời? Trời ơi, sếp lớn của tôi. Về lại căn cứ các bạn ơi. Cái gì đây hả? Ai đây? Skippy Toilet Devil, ngươi dám đột nhập hang ổ chúng ta? Hả là sao? Cứ chết đi. Ơi các bạn, what? Mình bị gì vậy? Hả? Cái gì thế? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị đã xảy ra với anh Đa Phúc Bum, sếp của chúng mình trong thế giới Minecraft. Ngày hôm nay, các cameraman, speakerman, tvman và speakerwoman đã cùng mình hợp với nhau để mà bàn chuyện giải cứu anh Đa Phúc Bum. Tuy nhiên, sau khi mình thám thính thì nơi đó không phải là hang ổ của bọn Skibidi Toilet, và mình đã nhận được tin dữ, đó chính là Đa Phúc Bum đã bị giết chết. Mình không biết rằng liệu đây có phải là sự thật hay không, tuy nhiên tin dữ đã tới và tin tốt đẹp thì chẳng có đâu. Vậy nên các bạn ạ, hãy hóng chờ ở tập 2 nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng ngoại sợ. Can you hear me calling?